Đối với người dân thì quán cà phê, cá coi là khái niệm còn khá mới mẻ và chưa được biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, tại các tỉnh hay các thành phố lớn, mô hình cà phê, cá coi đã xuất hiện từ khá lâu và nhận được sự yêu thích của đông đảo khách hàng bởi những lợi ích thật sự tuyệt vời mà nó mang lại. Rất nhiều quán cà phê cá coi nổi tiếng gần xa và được khách hàng truyền tay nhau nô nức kéo tới. Nếu thiết kế quán cà phê cá coi đầu tư hợp lý, chắc chắn sẽ mang lại thành công lớn vượt ngoài mong đợi. Quán cà phê cá coi là một loại hình quán cà phê cực kỳ đặc biệt và vượt xa so với thiết kế của quán cà phê thông thường. Với nhân vật chính của quán không phải là chất lượng đồ uống, thiết kế hay thái độ phục vụ mà là những chú cá coi. Cá coi là một trong những loài cá có khả năng sinh tồn cao, dễ thích ứng với sự thay đổi của môi trường sống, đa dạng chủng loại, màu sắc bắt mắt, tạo cảm giác thích thú cho khách hàng. Vì thế, các chủ quán sau khi lắp các hệ thống lọc nước thì chỉ cần trang bị một chút hiểu biết về lịch làm sạch cũng như thức ăn cho chúng và có một buổi đào tạo chăm sóc cá cho nhân viên để đảm bảo hồ cá luôn được vệ sinh. Dù là hồ cá ngoài trời hay trong nhà đều không những tăng tính thẩm mỹ mà còn mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu cho nội thất quán. Sau những giờ làm việc căng thẳng, khách hàng đến đây vừa được thưởng thức những tách cà phê thơm ngon, vừa thả mình vào không gian tươi mát của cây xanh. Nghe tiếng róc rách và ngắm bình cá coi bơi lội tung tăng, đây là không gian tuyệt vời giúp giải tỏa mọi mệt mỏi và stress, tăng năng suất và cảm hứng làm việc. Khoa học đã chứng minh là nhìn ngắm những chú cá coi bơi sẽ giúp tinh thần con người trở nên thư giãn hơn và quên đi những ưu tư phiền muộn trong cuộc sống. Cùng với đó là những đàn cá rìa có tác dụng massage giúp nâng cao sức khỏe, từ đó khiến khách hàng có một trải nghiệm vô cùng thú vị. Từ thiết kế ngoại đến thiết kế nội thất bên trong đều phải làm nổi lên được chủ đề chính là của quán. Thiết kế sân vườn kết hợp với những bể cá coi có lẽ là thiết kế được yêu thích nhất. Khách hàng vừa nhâm nhi thức uống, vừa có thể ngắm nhìn những chú cá coi tung tăng bơi lội, xen lẫn là không gian sân vườn xanh mát mẻ, khiến mọi người có cảm giác được tới một khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp với chi phí bỏ ra cực thấp.